Rồi, xin chào mừng tất cả các anh chị đến với kênh YouTube Vũ Kha TV. Thì kênh của mình là kênh cơ khí nha các anh chị. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh chị về nguyên lý hoạt động của một cái máy. Nó cũng khá là phổ biến trong tất cả các nhà máy. Mà đó là máy máy palletizer. Máy palletizer thì gọi là máy xếp thùng lên pallet nha các anh chị. Máy xếp thùng lên pallet. Rồi thì cái máy xếp thùng lên pallet nó mục đích nó là để xếp thùng lên pallet nha các anh chị. Đó, mình ví dụ đây là một cái thùng Pepsi hay là cái thùng gì, cái thùng nước giải khát hay là cái thùng gì đó bất kỳ, nhưng mà nó sẽ có cái chính vì vậy nên là nó sẽ cần có cái máy mà để mà nó xếp thùng lên, xếp những cái thùng này lên. Lên cái pallet này, cái pallet này bằng gỗ nha các anh chị. Pallet này pallet lót cam là bằng gỗ, là chất cái thùng lên đây. Xong nó chất theo từng lớp như thế này, sau đó thì cái xe forklift sẽ nâng, nó sẽ lại nó nâng đi lưu kho nha các anh chị. Rồi thì nó có thể có rất nhiều các loại thùng khác nhau, từ thùng sữa, thùng nước ngọt, thùng nước giải khát, thùng bánh kẹo hay gì đó rất nhiều. Thời trước khi mà chưa có máy thì họ chắc bằng tay nha các anh chị, thì công nhân mỗi người mà thường sẽ có công nhân họ đứng chắc bằng tay vào những cái pallet như thế này, nhưng mà khi có máy rồi thì máy nó sẽ chắc thùng như thế này nha các anh chị. Rồi nguyên lý hoạt động của cái máy này thì cơ bản nó là có những cái chuyển động, thì cái thùng nó đi vào đây, thùng nó được cấp vào vào đây, thùng nó ở bên phía bên này, nó được cấp vào đây. Khi mà nó được cấp vào đây thì nó sẽ nhờ những cái băng tải này nó vận chuyển thùng vào. Thì khi mà nó tới cái vị trí này, cái vị trí số 3 này này, tới vị trí số 3 này thì băng tải này nó vận chuyển tới đây, nó dừng lại thì khi đó là cái bàn này nó sẽ hạ xuống, cái bàn này nó sẽ hạ xuống. Bàn này nó sẽ hạ xuống nha các anh chị. Nó sẽ hạ xuống, nó kéo thùng vào. Nó kéo thùng vào. Đó, đồng thời cái máy này nó sẽ có một cái cụm gọi là cụm pallet magazine. Cái cụm pallet magazine là nó nằm ở phía bên bên này nè nha các anh chị, phía bên này này. Đó, đây cái cụm pallet magazine nó sẽ là như thế này. Đó, cái cụm pallet magazine nó sẽ như thế này, nó cắp pallet vào. Nó là dạng băng tải thì nó cắp pallet vào. Khi mà nó cắp pallet vào đây, pallet nó chạy, nó nằm trên băng tải con lăn đây, thì cái pallet nó nằm ngay chỗ vị trí này, sau đó là cái thùng nằm ngay vị trí này, thì lúc đó là cái bàn này nó sẽ hạ xuống, cái bát này nó sẽ kéo cái thùng vào, sau đó nó lại nâng lên, nó lại hạ xuống, nó kéo thùng vào, nó lại nâng lên, nó hạ xuống, nó kéo thùng vào, cứ như vậy mà nó kéo. Tức là nó kéo vào cái này trước nha các chị, chứ nó không phải kéo vào pallet luôn. Nó kéo vào cái này. Nó kéo vào cái bàn ở trên này trước. Đó, nó kéo vào cái bàn ở trên này. Ở trên này nó có cái bàn này này. Nó kéo vào đây, sau đó nó kéo vào, sau đó nó sẽ hạ xuống, nó nhả. Hạ xuống nó nhả thì thùng rớt vào pallet. Đó, nguyên lý nó là như vậy nha các anh chị. Thì nó sẽ có những cái chuyển động, đó là cái chuyển động lên xuống, cái chuyển động lên xuống của cái bàn nâng này. Cái bàn nâng này nó sẽ chuyển động lên xuống, thì cái chuyển động lên xuống nó nhờ cái động cơ servo này chuyển động cho cái hộp số trục thẳng này nha các anh chị. Trục bên đây nó có cái hộp số như vậy, nó chuyển động qua cạc đăng, trục cạc đăng. Ở đây nó có hai cái cặp pulley, cái pulley bên này và pulley bên đây. Rồi ở dưới đây nó cũng có cái pulley nha các anh chị, thì nó chuyển động bằng dây beo, thì cái dây beo nó kéo lên, nó chuyển động cho cái dây beo này thì nó giúp nâng cái bàn này lên xuống nha các anh chị. Chuyển động lên xuống là nhờ cái cặp pulley này đó. Còn những cái chuyển động, ví dụ chuyển động ngang đi vô đi ra hoặc là nhả thùng, thì nó sẽ có những cái hộp số ở trong này đó. Còn chuyển động của pallet đưa vào băng tải con lăn này, sau đó thì ở đây cái băng tải này thì nó chuyển động bằng những cái hộp số thông thường này thôi nha các anh chị. Đó thì nguyên lý cơ bản nó là như vậy, nguyên lý cơ bản nó là như vậy, mục đích là nó để xếp thùng lên pallet. Đó thì đây, đây là cái tổng quan.
quan và cái máy của nó thì nó chủ yếu nó điều khiển, chủ yếu là nó điều khiển bằng khí nén nha các anh chị, khí nén nhiều. Khí nén thì ở đây cái hệ thống khí nén ở trên cái máy này rất là nhiều. Khí nén có nhiệm vụ là nó sẽ là trên này nó có những cái xi lanh khí nén rất là nhiều, thì cái phần truyền động là nó như vậy. Còn phần khí nén nó để là nó bên cái cụm cấp ba lớp này nó cũng nhiều nha các anh chị. Đó. Đó, thì ở đây thì cái cụm ba lớp là cái cụm ba lớp, còn đây là còn ở ở đây bên này là cái cụm của máy ba lớp teaser. Đó, cầm máy ba lớp teaser thì đây là cái phía phía bên này, nó quay lại phía bên này thì cái ba lớp nó đi vào cái băng tải con lăn này nha các anh chị. Đó, băng tải con lăn này. Đó, thì ở đây là nó là cái nguyên lý nó là như vậy. Rồi thì cái máy này thì rõ ràng là nó hoạt động theo chu kỳ nha các anh chị, tức là nó chạy dần chứ không nó hoạt động liên tục. Đó, thì những cái động cơ hộp số này nó sẽ có thắng nha các anh chị, nó thắng lại thì nó sẽ chạy, xong nó dừng rồi nó chạy nó dừng nó theo chu kỳ như vậy. Đó, hệ thống điều khiển nó theo chu kỳ như vậy. Rồi thì ở đây là cái nguyên lý sơ bộ của nó, thì ở đây mình sẽ có những cái gọi là những cái catalog bao bạc. Đó, catalog bao bạc ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều. Đó, ví dụ như đây là cái hệ thống truyền động mà nó vẽ riêng ra. Đó, nó vẽ riêng ra như thế này. Đó, cái layout của nó. Đó. Đó, đây là cái chuyển động lên xuống nha các anh chị. Đó, chuyển động lên xuống nó nhờ những cọng beo, hai cọng beo màu xanh này ở hai bên này, thì nó sẽ kéo cái bàn đi lên đi xuống. Đó. Đây, còn đây là cái frame, cái lifting, cái bàn nâng nâng lên nâng xuống, sau đó là nó kéo thùng vào, sau đó nó trượt ra, nó nhả thùng xuống ba lớp nha các anh chị. Đó là cái catalog bao bạc của nó, là nó còn đây là những cái băng tải đầu vào thôi. Băng tải đầu vào nó cũng hoạt động theo gián đoạn. Đây, băng tải con lăn cấp ba lớp vào, con lăn nó vận chuyển ba lớp vào, thì ở đây nó có cái hộp động cơ hộp số dưới đây, nó kéo những cái cọng xích để nó vận chuyển, nó truyền động cho những con lăn này nha các anh chị. Đó, thì đây là cái hộp số với cái lại cái pulley của nó đây. Rồi thì nó là cái nguyên lý sơ bộ nó là như vậy. Thì nó là của cái máy ba lớp, còn đây là của cái máy của cái cầm cấp 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 ba lớp vào. Đó, cầm cấp ba lớp vào, nó gọi là ba lớp magazine. Đó, ba lớp nó nằm trên này, nó cấp vào, người ta sẽ bỏ tay. Đó, ba lớp thì xe nâng nó sẽ nâng cái ba lớp, nó bỏ bỏ vào đây, nó cấp vào đây nha cái gì, cấp nguyên chồng vào đây, sau đó băng tải con lăn nó vận chuyển vào đây. Đó, nó có cái động cơ hộp số ở đây này. Rồi thì bên cái máy này của KHS là bên của Đức nha các anh chị. Nó họ là cái nhà sản xuất chuyên sản xuất những cái dòng máy trong cái ngành đóng gói. Thì họ là một cái hãng rất là lớn. Thì ở đây cái catalog bao bạc của họ rất là chi tiết đầy đủ hết. Đó, họ soạn ra cái giống như một cái phần mềm luôn nha các anh chị, có đầy đủ hết tất cả các cái bao bạc trong này. Đây là cầm ba lớp này, cầm magazine này, cầm ba lớp magazine này, còn đây là cái máy ba lớp này, còn đây là InnoLight, là những cái băng tải này.
những cái bên tải rồi rồi thì những cái máy pallet thì nó sẽ có những cái bản vẽ rất là cụ thể để mà mình gọi là trong cái công tác bảo trì á, thì mình phải có mua spare parts dự phòng nha các anh chị, spare parts dự phòng để mình thay thế hàng năm đó. Hàng năm tùy vào ngân sách ở trên là phân bổ xuống bao nhiêu thì mình sẽ mua dựa theo cái ngân sách đó, những cái nào gọi là critical spare parts hay là những cái spare parts nào nó cần thiết phải mua để dự phòng hàng năm để thay thế thì phải mua. Thì chính vì nó có những cái catalog spare parts này, đây là cái họ trường động này, họ vẽ rất là chi tiết luôn đó, chi tiết từng cụm luôn đó, như vậy rất là chi tiết, rất là đầy đủ luôn. Rồi thì sơ bộ về cái máy palletizer như vậy thì nó rất là phổ biến, máy này rất phổ biến nha các anh chị, hầu như tất cả các nhà máy đều có cái máy này, tất cả các nhà máy sữa, nhà máy nước ngọt, nhà máy bia, nhà máy sản xuất bánh kẹo vân vân, nước giải khát vân vân thì đều có cái máy này hết. Rồi thì mình nếu các anh chị nào cần tìm hiểu chuyên sâu hơn về những cái máy này, cũng như là mình muốn có được những cái tài liệu, mình muốn có những cái tài liệu này để mình phục vụ cho việc học và việc công việc của mình, thì nhắn tin vào Facebook của mình nha các anh chị, thì mình sẽ gửi các cái tài liệu này cho các anh chị để mà chúng ta có cái tài liệu chúng ta nghiên cứu. Rồi thì nếu các anh chị thấy video này hay thì hãy nhấn subscribe kênh, đây nhấn subscribe kênh đăng ký vào đây để mà mình sẽ ra những video tiếp theo, và nhấn nút like và share những video này cho bạn bè và người thân cùng xem, và nhấn nút like và nhấn nút đăng ký kênh. Rồi cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo.